để đáp trả lại việc nước Mỹ dùng máy bay không người lái ám sát vị tướng hàng đầu của Iran Soleimani vào hồi 1 giờ 30 sáng sớm ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương. Đội bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo nhắm vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Iraq là Al Asad và Irbin, khiến tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang. Căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq bị Iran tấn công. Khi phát biểu vào sáng ngày 8 tháng 1, ông Trump, Tổng thống Mỹ, nhấn mạnh quân Mỹ không bị thương vong. Vài tiếng đồng hồ sau khi Iran phát động tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, trên địa phận Iran, một chiếc máy bay dân dụng cất cánh từ Tehran để bay tới thủ đô của Ukraine đã bị rơi ngay sau khi vừa cất cánh. Tất cả 176 người trên chuyến bay này đều bị thiệt mạng. Chuyến bay PS-752 bị tai nạn sử dụng máy bay Boeing 737-800 do hãng hàng không quốc tế Ukraine vận hành. Loại máy bay này được ra mắt lần đầu vào năm 1998 và có trên 5.000 chiếc đang hoạt động trên toàn cầu. Tới nay đã trải qua hơn 20 năm, nhưng chiếc máy bay bị rơi vào ngày 8 tháng 1 mới sử dụng khoảng 3 năm rưỡi. Nguyên nhân tai nạn vẫn còn đợi điều tra. Còn trước đó, tại điểm cách nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran 70 km, xảy ra động đất 4,9 độ Richter. Độ sâu của chấn tiêu ước tính khoảng 10 km là động đất có tâm chấn nông. Có nguồn tin viện dẫn cách nói của chuyên gia rằng, xét từ địa điểm tâm chấn, trận động đất này là để giải phóng năng lượng của vỏ trái đất có tính chất bình thường, không liên quan đến sự đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ngoài sự nhạy cảm về thời gian, động đất cũng ở gần nhà máy điện hạt nhân nên sẽ khiến mọi người lo ngại về việc chất phóng xạ bị rò rỉ. Những mảnh vỡ của máy bay và mảnh thi thể của các nạn nhân nằm rải rác tại hiện trường của vụ máy bay rơi tại Iran. Phần thân máy bay còn lại đã bị cháy đen thui. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể của các nạn nhân bỏ vào các túi đựng. Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã tuyên bố từ ngày hôm nay ngừng tuyến bay đi Iran, đồng thời cũng nhấn mạnh kinh nghiệm bay của cơ trưởng và cơ phó chiếc máy bay gặp nạn này đều đã trên 12.000 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, chiếc máy bay này mới đưa vào sử dụng khoảng 3 năm rưỡi. Ngày 6 tháng 1 vừa rồi, cũng vừa mới hoàn thành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Về cơ bản, hãng này loại trừ yếu tố do con người gây ra hoặc do máy móc bị trục trặc. Sau khi Iran bắn tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq vài tiếng, thì xảy ra vụ máy bay rơi, thời điểm khá nhạy cảm. Hơn nữa, có nhân chứng cho biết trước khi máy bay rơi đã bốc cháy trên không trung, do vậy mọi người nghi ngờ khả năng xảy ra nổ trên máy bay hoặc máy bay bị tên lửa đạn đạo bắn trúng. Tổng thống Ukraine đã kết thúc giữa chừng chuyến thăm nước ngoài, cũng kêu gọi mọi người đừng nên tùy tiện phỏng đoán nguyên nhân vụ máy bay rơi. Đã tìm thấy hai hộp đen của chiếc máy bay bị nạn, gồm một thiết bị nhật ký hành trình bay và một thiết bị nhật ký các cuộc gọi liên lạc. Công ty sản xuất máy bay Boeing của Mỹ có nghĩa vụ phải tham gia điều tra, nhưng Iran cũng cho biết tuyệt đối sẽ không giao hộp đen cho Mỹ. Trên quốc tế, hiện chỉ còn lại các nước Anh, Pháp và Đức mới có năng lực phân tích hộp đen. Do nhiều làng xã của huyện Đài Đông ở rất xa, việc vận chuyển phiếu bầu rất vất vả. Ngày 8 tháng 1, Ủy ban Bầu cử Đài Loan đã hoàn thành trước việc đếm kiểm tra số lượng phiếu bầu tại Lục Đảo và Lan Dữ. Trong 5 loại phiếu bầu lần này, dài nhất là phiếu bầu chính đảng màu trắng với 19 chính đảng, dài 76,5 cm. Đây là lá phiếu bầu dài nhất từ trước đến nay, nhân viên kiểm phiếu phải đặc biệt lưu ý. Do ảnh hưởng của thời tiết, Ủy ban Bầu cử huyện Đài Đông ngày 7 tháng 1 quyết định cho phép văn phòng hành chính của Lục Đảo và Lan Dữ hoàn thành sớm việc đếm kiểm tra số lượng phiếu bầu. Sáng ngày 8 tháng 1, phiếu bầu đã được vận chuyển tới hai khu vực này với sự giám sát của cảnh sát. Theo Cục Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan cho biết, đã nhận được thông báo của Trung Quốc. Theo phỏng đoán sơ bộ, tác nhân gây bệnh của dịch viêm phổi không rõ nguyên nhân tại Vũ Hán, Trung Quốc trong thời gian gần đây là do virus coronavirus. Ngày 8 tháng 1, Sở Kiểm soát và Quản lý Dịch bệnh công bố có 3 trường hợp phù hợp với định nghĩa thông báo. Ca bệnh viêm phổi kèm theo sốt từng đi du lịch tại Vũ Hán, Trung Quốc. Kết quả kiểm tra có 2 người bị cúm, còn một bé trai do bị sốt và ho đã được đưa thẳng từ sân bay về bệnh viện, hiện đang tiến hành xét nghiệm. Hàn Quốc cũng xuất hiện ca bệnh đầu tiên bị nghi nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán là một phụ nữ Trung Quốc 36 tuổi. Bệnh nhân này đến Vũ Hán tháng 12 năm ngoái, hiện đã được đưa tới bệnh viện tiến hành cách ly và quan sát.